Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu canh chua tôm nha các bạn. Canh chua tôm đó, mình có thể mình dùng nước súp gà cũng được, hoặc các bạn có thể dùng nước luộc xương, mình cho nó thêm ngọt thêm á. Ở đây mình có 4 cái đùi gà, mình sẽ dùng để làm nước. Lát nữa mình sẽ cho tôm vô. Bây giờ trong thời gian chờ đợi mình sẽ cho đùi gà vô đây trước ha. Mình cho trước rồi, trong lúc đó mình làm mấy cái món khác đó. Ở đây mình có một ít tôm, các bạn có thể dùng cá cũng được, cá ba sa hay là cá lóc. Cá lóc thì ngon nhất, canh chua cá lóc thì ngon rồi. Gia vị thì mình cũng chỉ có gia vị bình thường thôi, đường, muối, tiêu. Mình không có xài bột ngọt, mình xài bột nêm. Mình sẽ cho thêm một ít me cho nó có vị chua ha các bạn ha. Hành tỏi mình sẽ phi mình bỏ lên. Mình có một ít đậu bắp, mình có cà chua. Bạn nào ăn cay thì mình bỏ ớt vô. Mình cũng có một ít giá các bạn ha, với hành. Còn cái này ở trong Nam gọi là bạc hà, người Bắc gọi là dọc mùng. Dọc mùng này ở nhà trồng đó, nó lên được chút xíu mình cũng lấy vô luôn, ăn được. Còn rau đó thì canh chua mình chỉ ăn với lại cái này ở ngoài Bắc gọi là rau ngố, trong Nam gọi là rau ngò ôm. Canh chua mà không có ngò ôm là kể như là hết ngon. Còn những rau khác ở đây mình có ngò. Nói chung ra là mấy cái rau lặt vặt ở ngoài vườn mình bỏ vô đây mình ăn. Ở đây mình có một ít tôm các bạn ha. Các bạn rửa tay nha. Tôm các bạn cắt đầu ha, cắt bớt chân đi. Ở đây nó có cái đuôi nhọn nè. Hồi nãy giờ mình cắt hết rồi. Cái đuôi nhọn này mình ăn vô là đau lắm đó. Tôm các bạn lấy đường chỉ ra, lấy bằng cách này nè. Các bạn kéo đường chỉ ra, con tôm này sạch nè. Các bạn luồn cái tăm vô ngay khoảng chừng cái đuôi chót á, ngay chỗ cái này mình khoảng xuống chừng chắc cũng có chừng 1-2 mm thôi. Các bạn thọc qua bên kia, mình rút lên. Các bạn sẽ kéo được cái đường chỉ ra. Kiểu này thì không phải mổ con tôm ra. Còn tôm này mình nên để cái vỏ, tại vì các bạn gỡ vỏ ra con tôm nó sẽ khô là ăn không có ngon. Và nếu muốn ăn cho dễ đó, các bạn có thể cắt tuyến này một đường nè. Cắt sẵn một đường để lát nữa mình ăn nó dễ hơn. Bây giờ mình sẽ cắt bạc hà. Trong thời gian mình chờ nước sôi, các bạn phải cẩn thận, ngay nước sôi có bọt đó, thì mình vớt bọt ra. Nếu mình mua được bạc hà nhỏ như vậy thì ngon nha các bạn. Còn mình mua ngoài tiệm bạc hà nó bự gấp đôi, gấp ba lần cái này. Bạc hà thì mình cứ cắt vậy thôi, cắt xéo xéo vậy nè. Mấy này thì ai cũng biết hết rồi, mình chỉ nói nghe cho vui thôi chứ còn. Cái này mình quên, mình chưa có lột cái vỏ của nó đi. Bạc hà này các bạn làm gỏi bạc hà xào cũng ngon nữa. Nói chung là bạc hà có nhiều món đó. Mấy món này lát nữa mình sẽ bỏ cùng một lúc, thì mình bỏ chung một cái tô các bạn ha. Mấy thứ này mình bỏ vô lúc gần chín, bạc hà mau chín lắm. Nước dùng có bọt ha, các bạn vớt bọt ra nha. Nếu mà nấu cá đó các bạn không cần phải cho thịt nha. Cá không là đủ ngọt rồi. Tôm này đó còn có một cách nữa. Mình cắt đầu ra xong mình bỏ vô chảo hay là vô nồi đó các bạn xào lên. Cho cái gạch tôm nó ra. Thì một hồi mình ăn cái tô canh của mình nó có cái màu hơi đỏ đỏ đó. Cà chua này nhà mình trồng 2-3 giống. Trái này sao không hiểu sao nó. Cái cây này nó cứ bị như vậy. Có thể là tại thiếu phân. Cà chua các bạn muốn để hột thì để nha. Thường mình ăn cà chua mình hay lấy bớt hột ra lắm. Cà chua mình sẽ cho chung với lại bạc hà với lại đậu bắp. Chút xíu mình sẽ lấy bớt hột ra trước khi mình bỏ vô nồi. Đậu bắp đó mình cắt làm đôi vậy nha các bạn. Trái đậu bắp nào lớn đó mình cắt làm 3 hay làm 4 tùy theo. Đậu bắp này ăn rất là tốt nha. Gọi là ăn nhuận trường đó. Đậu bắp này cũng làm cái nước nó hơi sệt lại, mình ăn mình sẽ thấy nó ngon hơn. Canh chua mà không có đậu bắp thì cũng mất ngon nhiều lắm. Bên này đang mùa đậu bắp hay sao, họ sale đậu bắp rất là rẻ. Nhiều đây mình mua chưa tới $1. Đậu bắp này luộc ăn với lại mắm kho quẹt, không thể nào chê được. Rồi mình xong cà chua, mình xong đậu bắp. Hành với ngò cũng vậy. Hành thì các bạn muốn cắt khúc lớn hay là cắt nhỏ tùy theo sở thích nha. Nói chung ra thì các bạn muốn cắt kiểu nào cắt.
thích ăn kiểu nào thì cắt. Thật sự ra mình nấu canh chua với lại gà cũng ngon nữa các bạn ơi. Một ít ngò, cắt ngò xong rồi mình sẽ cắt ngò ôm. Mình sẽ lấy một ít ngò nha. Ngò mình chỉ thái rối thôi nha. Ngò ôm cũng vậy. Ngò ôm với lại tất cả rau trong cái hộp đó là mình đã rửa rồi. Mình để cho thiệt khô. Phải làm sẵn như vậy thì mình mới có ăn. Còn nếu không á, mình lười mình sẽ không có ăn đâu. Vậy là mình xong hết rồi, mình sẽ qua mình cái bếp bên kia mình phi hành với lại tỏi. Hành với tỏi này bây giờ mình sẽ đem qua bếp bên kia mình phi nó lên. Tại vì bên này mình có một cái thôi. Bây giờ tạm thời mình cho một muỗng cà phê muối nha các bạn. Chắc chắn là lát nữa mình phải nêm lại rồi. Hai muỗng cà phê bột nêm. Một muỗng cà phê đường. Đường lát nữa mình sẽ phải cho thêm. Tại vì canh chua đó mình phải dùng đường để mình quân bình nó lại. Mình sẽ cắt một ít me ra mình ngâm với nước sôi. Để lát nữa mình lọc nó lại. Me này là me vắt đó các bạn. Nếu mà các bạn có me tươi thì ngon hơn nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu mà có tươi thì cái gì cũng ngon hơn hết. Số lượng me tùy theo các bạn thích ăn chua nhiều hay ít nha. Bây giờ mình sẽ cho nước sôi vô đây xong rồi mình lọc nó lại. Bây giờ mình chỉ dầm ra thôi các bạn ha. Chút xíu nữa nó sẽ tan ra đó. Nếu mà bạn mua phải cái me mà nó cứng quá thì mình bỏ lên bếp mình nấu chút xíu thôi. Lát nữa mình sẽ lọc lấy cái hột với lại cái vỏ ra. Bây giờ mình để me qua một bên mình chờ cho me tan ra các bạn ha. Mình sẽ làm tới trái thơm. Trái thơm này ngon lắm. Trái thơm này bên này cũng đang, bên Mỹ cũng đang mùa. Trái thơm có 75 cent à. Lần đầu tiên mình mua được trái thơm rẻ như vậy. Hôm nay á, mình sẽ làm phân nửa thơm thôi. Còn phân nửa trái thơm đó mình sẽ làm cơm chiên theo kiểu Thái nha các bạn. Mình lười cắt trái thơm. Thành ra mình sẽ dùng cái này để mình móc ruột trái thơm này ra. Mình sẽ dùng nhiêu đây thơm. Nhiêu đầy đủ rồi. Còn lại nhiêu đây mình sẽ dùng nó để chiên cơm nha các bạn. Với lại cái này là hôm trước mình có làm đó. Nhiều bạn nói nó hao nhưng thật sự các bạn coi kỹ coi, nó không có hao. Nó còn sát vỏ hơn là mình cắt bằng tay nữa. Thành ra kiểu này vừa tiện nhưng mà không có hao đâu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua phi hành, phi tỏi. Rồi mình trở lại với cái nồi canh của mình. Rồi mình phi hành, phi tỏi xong. Các bạn biết sao không? Tệ quá, cái hành này hơi bị vàng. Tỏi cũng vậy, nhưng mà thôi kệ. Hồi nãy mình quên nha các bạn, mình sẽ bỏ một củ hành vô đây nha. Bây giờ mình cũng sẽ bỏ thơm vô nha. Thơm mình có sắc ra rồi nè. Nếu mà các bạn nấu cái sườn hoặc là thịt gà để lấy nước ngọt đó, các bạn có thể xé ra. Miếng thịt nó có me chua đó, ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ lọc me, mình bỏ vô luôn. Các bạn lọc me xong rồi mình đổ vô nồi. Các bạn cũng có thể lọc thẳng vô nồi nha. Không nhất thiết phải lọc qua một cái tô như vậy đâu. Tại mình làm vậy để các bạn thấy cái lượng me thôi. Chứ còn thật sự ra mình thường thường mình làm mình bỏ thẳng vô nồi luôn. Cái này mình để đây. Nếu mà các bạn cần thêm chua đó thì mình cho thêm miếng nước. Mình sẽ lọc giống như vậy. Bây giờ mình đổ vô đây. Đùi gà các bạn có thể vớt ra rồi mình xé ra. Không cần xé nhỏ, xé hơi lớn lớn mình bỏ vô. Cái này làm bằng sườn non đó, ăn cũng ngon lắm nha các bạn. Miếng thịt nó chua chua, ăn giống như là đồ xào chua ngọt vậy đó. Bây giờ mình chờ nó nguội mình sẽ xé, mình bỏ ngược vô đây. Bỏ là vô là ăn được liền thôi. Coi như được rồi nha các bạn. Mình cho đậu bắp với lại dọc mùng vô. Gần chín rồi đó. Cà chua mình có lấy bớt hột ra rồi. Cà chua nếu mà bạn muốn còn nguyên miếng cà chua đó thì mình chờ cho dọc mùng với đậu bắp chín rồi mình bỏ vô. Tôm mình sẽ bỏ vô sau cùng nha các bạn. Tôm rất là mau chín. Còn cái này thì khi mà sôi rồi mình tắt bếp mình sẽ bỏ ngò ôm vô. Gà mình xé ra rồi nè các bạn. Đó, gà mà các bạn xé ra như vậy xong rồi mình bỏ ngược vô nồi. Gà này cũng thấm gia vị rồi thành ra mình bỏ vô nồi. Lát nữa mình ăn cũng ngon lắm. Nói chung là hơi tư bản chút thôi.
Bây giờ mình sẽ phải nếm rồi mình nêm nó nha các bạn. Chắc chắn là mình phải thêm gia vị rồi, nhưng mà mình sẽ coi mình phải thêm cái gì. Mình sẽ quân bình độ chua bằng cách mình cho đường nha. Mình sẽ phải cho thêm coi như 1 muỗng rưỡi cà phê hay là 2 muỗng, tùy theo mức độ ăn ngọt của các bạn nha. Muối thì lát mình sẽ cho thêm bằng nước mắm. Mình cũng cho thêm 1 muỗng cà phê bột nêm. Coi như chín rồi đó, mình sẽ cho nước mắm luôn rồi mình cho tôm vô là vừa. Nhiều đầy nước mắm là khoảng 1 muỗng canh hoặc là 1 muỗng mình ăn phở đó các bạn. Mình cho tôm vô luôn. Tôm rất là mau chín, nếu mà cá thì các bạn cho sớm hơn một chút, nhưng mà tôm các bạn cho vô. Nhưng mà tôm thì các bạn cho vô là chín liền nè. Mình cũng cho cà chua vô luôn. Nói chung ra đó, các bạn thấy video làm hơi dài nhưng mà nấu thì nó lại lẹ lắm, nấu mau lắm. Nếu mà các bạn không làm bằng gà hoặc sườn heo để lấy nước ngọt đó, các bạn có thể dùng hộp nước súp gà này cũng được nha. Cá thì mình không có cần, tôm đó, tại vì nó ít quá, thành ra mình muốn cho nó có độ ngọt thôi. Các bạn thấy tôm chín, vậy là chín rồi nè. Đó, vậy thôi, tôm nó tái tái phải ăn ngon, nó hơi chín thôi chứ đừng có để nó chín quá. Các bạn thấy đậu đũa cũng chín rồi ha, nó hơi tái vậy thôi. Dọc mùng cũng vậy, dọc mùng mau chín lắm. Mình nghĩ như vậy là vừa rồi, chua chút, ngọt một chút, mặn một chút, nói chung ra là vừa. Được rồi nha các bạn, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Các bạn thấy con tôm này đó, nó có gạch, thành ra nó lên cái màu đỏ đỏ nè. Như hồi nãy mình nói đó, các bạn có thể cắt đầu tôm xong rồi mình xào cái tôm lên. Nếu mà các bạn muốn biết cái cách mình làm như thế nào đó, các bạn coi trong cái video canh chua Thái đó. Cái đó là mình làm cái đầu tôm riêng. Bây giờ tới giờ quan trọng nhất, mình sẽ múc ra nha. Gia vị nãy giờ mình nêm đó, các bạn tùy theo nha. Các bạn ăn mặn hơn thì các bạn sẽ nêm theo cái khẩu vị của mình nha. Có nhiều khi các bạn mua nhầm cái thơm nó ngọt, nó chín quá đó, thì mình phải tăng thêm lượng me vô. Món này các bạn ăn với bún hoặc ăn với cơm đều ngon hết nha. Còn nếu mà các bạn có tiệc hay là gia đình đông đó, các bạn có thể làm như lẩu vậy. Múc ra cái nồi nhỏ xong rồi mình để tôm ở ngoài, mình để rau ở ngoài. Nếu mà ăn theo lẩu đó, mình có thể ăn thêm với mùng tơi với mướp cũng ngon lắm. Nếu mà mình muốn có nhiều rau vô đó thì mình ăn kiểu đó. Con tôm á các bạn, khi mà nó chín vừa tới đó, các bạn thấy con tôm nó giống như là hình chữ U nè. Nếu mà con tôm cong hơn đó là con tôm quá chín nè các bạn. Nếu các bạn ăn liền đó thì cho rau ngò ôm vô nồi luôn cũng được. Mình thì ăn tô nào mình mới múc ra tô đó, thành ra mình sẽ cho riêng ở ngoài như vậy. Thường đó, nếu mà mình ăn với ngò ôm rồi đó, mình sẽ không cần hành ngò nữa nha các bạn. Tại nhà mình có dư rồi, mình ăn cho nó hết đó. Mình cho một ít tiêu. Nếu bạn ăn cay được đó thì mình cho, các bạn cho ớt vô nha. Mà món này phải có chút ớt ăn mới ngon. Tùy theo cái mức độ ăn cay của các bạn thôi. Bây giờ mình còn thêm một món nữa. Nếu mà thiếu là sẽ không có ngon. Các bạn có thể ăn với hành không cũng được, ăn với tỏi cũng được. Mình thì lại thích tỏi nhiều hơn là hành, thành ra mình sẽ cho tỏi vô. Rồi, mình có thể mời cả nhà mỗi người một tô được rồi. Nếu thích ăn giá, bạn có thể bỏ vô tô, hoặc là ai thích ăn thì lúc đó mình múc cho họ giá nha. Tại vì giá các bạn bỏ sớm đó, nó chín quá, ăn sẽ không ngon nha. Thành ra mình không có bỏ giá liền bây giờ. Vậy là mình xong tô canh chua tôm nè các bạn. Món này ăn trong mùa hè thì rất là ngon. Các bạn biết rồi, Việt Nam mình cứ món gì chua là đều ngon hết. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với một tô canh chua nha. Nếu các bạn thích tô canh chua, cho mình xin một cái like và share cho bạn bè cùng xem nha. Nếu bạn có ý kiến gì muốn đóng góp với mình đó, cho mình xin trong phần comment. Một lần nữa chúc các bạn ngon miệng với một tô canh chua tôm.
Các bạn có thể dùng với cá cũng được, cá lóc hay là cá ba sa hay đều làm được hết. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Mình là Nguyễn Hải. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ channel này.